Để vô ạ. Wow. Trồng dưa leo. Dưa leo này dưa leo Nhật hay sao á chị à? Trái dài 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 nè. Dưa leo Nhật. Dưa leo với lại đậu đũa. Cha đậu đũa ngon ghê chị. Trời ơi em mê nhất đậu đũa luôn á. Trái quá rồi trái luôn kìa. Cái này đâu gọi là thủy canh, cái này trồng ấy luôn mà. Dưa leo nữa nè, đây nữa nè. Dưa leo này dưa leo thường nè. Trời ơi mê cái dàn đậu đũa quá. Thích quá thích luôn. Trái quá rồi trái luôn nè. Trồng kiểu gì cũng hay chứ. Mùa này mùa đậu đũa. Trồng dưa leo nữa hả? Dưa hấu. Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa. Mùa này mùa mưa không hợp với dưa lắm. Nhưng mà cũng có trái nè, nhìn rất là cưng nè. Dưa hắc mỹ nhân. Đây là rau thủy canh. Cái miếng vàng vàng kia là để bẫy côn trùng mà. Nó có keo với cái màu sắc đó hình như thu hút côn trùng mà. Cải. Cải này ăn giòn lắm nè mấy bù. Xanh mướt ha. Rau muống cắt vàng được rồi cho nó làm lại được thứ hai cũng được á chứ. Tốt quá tốt. Xanh luôn ha. Này đang thu hoạch nè, sao? Cho thứ này nè. Nha, mùa rễ cực kỳ vì nhỏ luôn nha. Rất là xanh, mơn mởn. Đẹp quá, thích quá. Cải đang trồng nè. Cái này có cải keo không ạ? À, đây nè, cải keo đây nè, mới buồn. Nhưng mà sao hình nó hơi ốm ốm đói ha. Hái lá bán nhiều quá rồi hả. Nên là nó hơi xấu. Đẹp quá. Đây là mô hình rau sạch trồng tại Cam Lâm nha các bạn. Chứ không phải ở Đà Lạt đâu. Nhìn y hệt như ở Đà Lạt nhưng mà nó là ở Cam Lâm đó. Đẹp quá ha. Này là còn nhỏ. Này cải cầu vồng mà. Đủ màu đủ sắc ha. Có xà lách nữa nè. Xà lách nhúng, xà lách hoa hồng.
kinh cho nghe. Trồng ở trong này thì đảm bảo được sâu bệnh không có nè các bạn. Nói ra chắc cũng nhiều lắm. Đó, mấy con nó đu vô chứ không phải không có sâu bệnh đâu. Trồng luôn phiên nhau, thu hoạch đến này xong rồi qua đến khác. Để trồng một hạt, một cây, một cuốn cây gì cũng hơi tốn thời gian. Đẻo nước mát.